Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại giờ mình đang đứng ở cửa chợ Đề Thám các bạn nhé. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Táo này. Ở ngoài chợ thì mình thấy họ bán rất là nhiều cá chép này. Sau đây thì mình sẽ vào trong chợ quay cho các bạn xem không khí của ngày giáp Tết ở chợ Đề Thám có gì. Ở đây thì họ bán rất là nhiều hoa này, cũng như là hoa quả đồ để cúng ngày ông Táo. Phía dưới này là họ bán gà, vịt. Còn dưới khu vực này là họ bán rau ấy. Chỗ khu vực này họ lại bán cá này, ghẹ này, rất là nhiều ghẹ. Ngày này họ bán rất là nhiều thứ luôn. Chợ này hình như là có mấy cửa ra, rất nhiều cửa ra luôn, nhưng mà có ba cửa chính ra chỗ khu vực ngoài chợ. Chợ Đề Thám các bạn nhé. Đây này, đây là chợ Đề Thám này, chợ Đề Thám hải sản tươi sống. Ok, sau đây thì mình sẽ quay vòng quanh chợ cho các bạn xem nhé. Khu dưới chợ, khu vực dưới này rất là ướt át. Khu dưới này là khu hải sản. Mình ngửi mùi rất là tanh luôn, mùi tanh của cá. Hết rồi, đến đây là hết rồi. Sau đây thì mình sẽ vòng ra ngoài cổng chỗ ngoài chợ, chỗ đầu cổng nhé. Ngoài nhìn thấy họ bán rất là nhiều thịt bò, thịt lợn này. Ngoài chỗ ngoài này thì họ cũng bán rất là nhiều thứ này. Ngoài này họ bán rất là nhiều rau cỏ lắm này. Khu phía ngoài chợ này thì họ bán gà này, lá chè tươi này, và bán những cả con gà họ đã làm lông sẵn rồi này. Đây họ bán thịt là chợ kéo rất là dài các bạn đấy, tận cái khu đầu trên này luôn.
khu phía trong kia này, hoặc kéo dài đến khu phía trong kia. Ở bên bờ sông phía kia thì cái họ cũng bán kia. Trên này thì lác đác những người họ bán nhỏ lẻ. Trên này khi là hết rồi. Hết rồi, lên trên này là hết rồi các bạn ơi. Mình sẽ lên trên chỗ này mình sẽ tắt máy.